nghĩ như cứ như là con mình. Nhưng mà nhìn thấy tâm trạng của các con vui tươi là mình lại thấy hạnh phúc rồi. Vui không? Vui không? Em quên bán chải đánh răng ở nhà. Cô đã phải đi xuống tận đây kia cô mang cái chải đánh răng cho em. Với lại nhá, là mùa nóng cô hay quạt cho bọn em lắm. Không mà bị nóng luôn anh em ạ. Chúng con cảm ơn các cô bác. Trong khóa tu mùa hè này có các cô và con mới có những cái giấc ngủ yên lành và các cô đã quạt mát cho bọn con khi mà ngồi trời nóng, các cô lấy nước cho bọn con. Thay con thân mời các bạn học sinh gửi lời cảm ơn đến cô ạ. Cảm ơn cô. Rất là vinh dự là được bảo vệ cho con và phương châm là tất cả con đều an toàn, vui vẻ. Qua sự chỉ dạy của cô thì cũng như là các anh em trong đạo tràng cũng rất là mong muốn cho tất cả các con được biết Phật Pháp và cũng tin nhân quả để các con phát triển được an lành. Cũng rất nhiều anh em đạo hữu trong đạo tràng cũng đăng ký về làm công quả, đang phụng sự trong ban an ninh như các ban khác trong chùa.